Hello, các bạn mở sách Starter số 1 ra. Bây giờ hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn phần Reading and Writing của test 1 tiếp theo ha. Rồi, test 1, bài kiểm tra số 1, Reading and Writing, phần đọc và phần viết. Đây là kỹ năng đọc và kỹ năng viết người ta gộp chung với nhau. Part 1, phần số 1, 5 questions, 5 câu hỏi. Look and read, hãy nhìn và đọc, nhìn hình và các bạn đọc câu này. Put a tick và các bạn phải đánh dấu tick or cross hoặc là đánh dấu chéo in the box ở trong cái ô trống này. There are two examples, có hai ví dụ. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem ví dụ nha. Examples, ví dụ. This is a foot. This is, đây là a foot, một bàn chân. Thì các bạn nhìn hình đây có phải là foot không? Một bàn chân, đúng rồi, thì các bạn đánh dấu tick lên. Rồi câu tiếp theo, these are pianos. Các bạn coi cái này có phải piano không? Không phải thì các bạn đánh dấu chéo cross. Rồi nhớ these are, mình sẽ dịch là đây là những piano, cây đàn piano. Vậy đây không phải là đàn piano, là đàn guitar. Đàn guitar ha, thì các bạn đánh dấu chéo. Rồi các bạn chú ý hai ví dụ này. Nhiệm vụ của các bạn phải làm 5 câu ở dưới. Cô yêu cầu các bạn viết dịch ra, tiếng Việt ra. Để làm gì? Các bạn viết cách dịch. This is có nghĩa là đây là. Thì sau này các bạn gặp những cái câu khác các bạn viết làm. These are, đây là những. Rồi. Questions, câu hỏi, câu số 1. This is a train, đây có phải là xe lửa không? Rồi, a train. Train, phải xe lửa không các bạn? Phải, thì các bạn đánh dấu tick lên. Câu số 2. These are sausages. Sausages là xúc xích, những cây xúc xích, phải không các bạn? Phải, xúc xích, các bạn đánh tích. Câu số 3, these are skirt. Skirt, đây có phải là cái váy? Vậy không phải váy thì các bạn tích lên, đây là áo thun mà. Câu số 4, this is a lamb. Đây có phải là lamb không các bạn? Đây không phải là lamb mà là kệ sách ha, bookstore, book shelf. Đánh dấu x số 5, this is a watch. Watch là cái đồng hồ đeo tay. Vậy đây có phải đồng hồ mình đeo tay không các bạn? Vậy đây là đồng hồ đeo tay thì các bạn tích lên. Và các bạn đã xong 5 câu rồi. Ok, các bạn cố gắng học từ mới. Bạn nào không thuộc từ vựng, không nhìn ra hình thì các bạn không làm được bài này. Cho nên đòi hỏi các bạn phải thuộc từ vựng. Cô có đưa những cái list từ vựng, những cái từ vựng thuộc nhóm từ để các bạn làm, các bạn học thêm. Chứ mình học trong sách là không đủ. Chúng ta qua phần số 2, part 2. Part 2, phần 2, 5 questions, 5 câu hỏi. Look and read, hãy nhìn và đọc. Write là viết, yes or no, đúng hoặc là sai. Các bạn phải viết yes hoặc no. Các bạn nhìn vào hình quan sát đấy. Rồi bây giờ chúng ta quan sát cái hình nha. Rồi, trên xe buýt, ở tầng trước, bên góc, bên phải, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Ok, cái hình chưa? Rồi bây giờ chúng ta có những, chúng ta có example, ví dụ, hai câu ví dụ yes và no. Chúng ta làm mẫu cho các bạn, sau đó các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ 5 câu này. Các bạn đọc câu ví dụ, a young child is waving. Một đứa trẻ nhỏ đang vẫy tay. Các bạn nhìn hình nè, một em bé nhỏ nè, đang vẫy tay, cái tay đang vẫy chào ha. Vậy là yes. Rồi ở câu này các bạn học cho cô từ vựng luôn, young. Young là trẻ, trẻ, trẻ già đẹp đó, trẻ già. Thì này là trẻ hơn, child, a child là đứa trẻ. Đứa trẻ hoặc là em nhỏ, hoặc là trẻ nhỏ ha. Hoặc là em bé, em nhỏ. Các bạn học tiểu học nhỏ xíu gọi là đứa trẻ, được chưa? Còn gọi là boy ấy, cậu bé đấy. Rồi, waving, waving là đang vẫy tay. Rồi, yes, đúng trong hình. Rồi, câu số 2, the woman bags is in her hand. Cái cặp của người phụ nữ, cái túi xách của người phụ nữ, cái giỏ, bag là cái giỏ, thì ở trong bàn tay của cô ấy, in her hand, hand là bàn tay, đúng không? Phải không? Ở trên vai mà, vậy là mình sẽ nói no. Đó, cái giỏ của người phụ nữ là the woman's bag. Cái giỏ của người phụ nữ is, thì in, ở trong, her của cô ấy, bag, hand, bàn tay. Trong bàn tay của cô ấy thì nó không phải, cô ấy đeo trên vai. Nhiệm vụ của các bạn phải làm câu số 1. Two people, có hai người are wearing, đang mặc red short, quần đùi màu
Đó. Các bạn nhìn vào trong hình hai cái quần đùi màu đỏ đúng không các bạn? Vậy câu này là không đúng, màu xanh mà. Ok, vậy là no, các bạn viết no vào. Câu số 2, the door, cánh cửa ra vào of the house, của căn nhà is closed, thì bị đóng lại. Các bạn xem hình cái a door này có đóng lại không? Đóng lại thì là, vậy là đóng lại thì là yes, closed, đóng lại. Câu số 3, the dog, con chó, has có brown ears, có cái tai màu nâu. Các bạn nhìn hình con chó có tai màu nâu không? Yes. Vậy con chó có tai màu nâu là yes, đúng rồi. Câu 4, the girl, một bạn gái, in a blue jacket, ở đang mặc trong một cái áo khoác màu xanh dương, is talking, đang nói chuyện. Rồi các bạn nhìn a girl, bạn gái nè, mặc áo màu xanh, jacket màu blue nè, thì đang nói chuyện đúng không? No. Vậy câu số 4 là no, không phải. Rồi câu số 5, the man, người đàn ông with black hair, với mái tóc màu đen, is driving, thì đang lái xe. Bạn nhìn vào hình người đàn ông, man, người lớn là người đàn ông, thì đang lái xe, có tóc màu đen, đúng không các bạn? Vậy câu số 5 là yes, đang lái xe. Rồi the man là người đàn ông, with là với, black hair, mái tóc đen, is driving là đang lái xe. Các bạn nhớ những từ mới này nha. Part 3, ở phần 3 này, 5 question, có 5 câu hỏi. Rồi, look at the picture, look at, nhìn vào the pictures, bức tranh. Look at, nhìn vào the letters, chữ cái, những cái chữ cái ở trên cái thớt này các bạn. Write, viết, the words, từ vựng. Và các bạn nhìn những cái chữ này, các bạn viết thành cái từ vựng ở đây. Thì các bạn coi nhìn hình nè. Làm, lam là quả chanh màu xanh nha các bạn. Lam, quả chanh màu xanh. Thì các bạn viết chữ cái vào đây, sắp xếp lại. Ok. Nhiệm vụ của các bạn là phải làm 5 câu ở dưới đây. Bây giờ câu số 1, question, những câu hỏi đây. Câu số 1, các bạn nhìn cái này là cái gì đây? Và các bạn nhìn thấy cái chữ ở bên đây, các bạn sắp xếp vào. Đây là quả lê đúng không? Quả lê thì là P-E-A-R. Đó, với điều kiện mình phải thuộc từ vựng cho cô. Câu số 2, các bạn nhìn vào chữ, đây là quả chanh màu vàng, vậy là lemon. Rồi, mỗi cái gạch thì các bạn viết một chữ, một cái letter vào nha. Đây, cái letter ta gọi là chữ cái. Những cái chữ cái bên đây các bạn ghép lại thành một từ vựng là words. Câu số 3, các bạn nhìn đây là quả gì đấy? Quả cam, orange. Orange, quả cam. Tiếp theo đây là quả chuối, banana đúng không? Banana, banana, quả chuối. Rồi, số 5 là quả thơm. Quả thơm thì mình sẽ viết làm sao ta? Pineapple, pineapple, quả thơm. Cái quả này có ra thi nha các bạn, cho nên là các bạn ráng học thuộc đi nha. Pineapple, cái từ apple thì là quả táo dễ rồi. Còn cái pie, nó giống như cây thông. Các bạn nhìn cái cuốn của nó giống cây thông nè. Là pie, pie là cây thông nha các bạn. Rồi apple là quả táo. Đó, pineapple. Ở dưới thì giống quả táo nhưng mà ở trên giống cây thông, ta gọi là pineapple. Rồi các bạn cố gắng học lại các từ vựng. Mình phải thuộc từ vựng về nhóm trái cây thì các bạn mới biết làm cái bài tập này. Ok, part 4. Các bạn mở sách part 4 phần 4. Part 4 phần 4, 5 question, 5 câu hỏi. Read this. Hãy đọc cái này. Choose a word. Hãy chọn một từ from the box ở trong cái khung ở dưới đây. Ok. Write the correct words. Và viết từ đúng next to number from 1 to 5, kế bên số từ 1 tới 5, làm viết vào trong cái chỗ trống này nha các bạn. There is one example, có một ví dụ ở chair, nói về một cái chiếc ghế. Bây giờ các bạn nghe ví dụ ha. Chairs, ghế, have four legs, ghế có bốn cẳng, là bốn cái chân. In Mark's flat, ở trong căn hộ của Mark, there are chairs, có những cái ghế next to the table, kế bên cái bàn. In the, ở trong đâu đó, các bạn coi là in the gì? Các bạn chọn từ nào? Vậy là in the là trong một cái nơi nào đó thì mình gọi là kitchen, trong nhà bếp. In the kitchen, ở trong nhà bếp.
Mark's family, gia đình của Mark sit and eat, ngồi và ăn. There, cái gì đó. There, ở đó. Ăn cái gì? Rồi các bạn nhìn hình ăn gì đây? À, chỉ còn một cái từ dinner thôi đúng không? Dinner là ăn, bữa ăn tối. Ở đó, there, ở đó. There's a chair, có một cái ghế. In Mark's bedroom too, ở trong phòng ngủ của Mark nữa. Mark sits on a chair and reads his. Mark ngồi trên một cái ghế của anh ta và reads his, đọc cái gì đó của anh ta. Listen, nghe to his radio, nghe đài. And plays on. Để các bạn nhìn hình coi đọc gì. Chỉ có đọc sách thôi ha. Vậy là read his book, đọc sách. Listen to his radio, nghe đài. Or hoặc là plays on his, chơi trên cái gì của anh ta. Các bạn nhìn hình coi chơi cái gì. À, chỉ còn cái tablet. Tablet, các bạn đừng có nhầm với lại cái từ table nha. Table nó không có chữ, nó có chữ tờ nè. À, table là không có chữ tờ nha. Tablet, máy tính bảng. Tablet, máy tính bảng. Rồi, chơi trên máy tính bảng của anh ấy. There's a big red and blue on the floor under his chair. Có một cái gì đó to, đỏ và xanh dương trên sàn nhà, under his chair, ở dưới cái ghế của anh ta. Cái gì đây các bạn? Red, blue. Ok, đó là cái rug ha. Rug, tấm thảm. Cái từ rug này nó bằng với lại cái từ mat nha các bạn. Khi nào người ta dùng mat, khi nào dùng rug thì các bạn xem đó mà các bạn dịch ra ha. Rồi chúng ta nhìn lại cái phần số 4. Rồi, phần này yêu cầu các bạn phải đọc hiểu và tìm từ thích hợp viết vào trong đây để cho thành một cái bài có nghĩa ha. Chúng ta qua phần số 5, part 5. 5 question. Ở phần 5 này. Phần 5, part 5, phần 5, 5 question, 5 câu hỏi. Look at, nhìn vào the pictures, bức tranh, and và read, đọc the questions, những câu hỏi. Write, hãy viết one word, một chữ, answer, cho câu trả lời. Rồi ở phần 5 này các bạn, người ta yêu cầu nhìn vào bức tranh ở dưới đây. Sau đó các bạn phải đọc cái câu ở dưới đây, dưới cái hình. Rồi người ta yêu cầu các bạn là chọn one word answer, là phải chọn một từ để trả lời thôi, không được viết hai từ nha. Rồi ví dụ, example ví dụ. Which animal is drinking? Nhìn vào trong hình, con vật nào đang uống nước, drinking, đang uống. Which animal, con vật nào is drinking? Thì các bạn nhìn vào trong hình con hippo đúng không? Các bạn viết chữ hippo vào thôi. Câu số 2, what are the children doing? Bọn trẻ đang làm gì? Doing là đang làm. What gì? Vậy các bạn nhìn vào trong hình, bọn trẻ em đang cứ vẽ tranh bằng cỏ đúng không? Vẽ tranh bằng cỏ là painting, painting. Các bạn hiểu bài này chưa? Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình làm câu số 1. Jose is wearing a hat. Ai đang đội cái nón? Rồi các bạn nhìn hình ai đang đội nón đây? Có phải cậu bé không? The boy. Vậy the boy, cậu bé là boy, viết một chữ thôi mà. Chúng ta qua câu số 2. Ở hình số 2 các bạn nhìn, how many animals are drinking now? How many, bao nhiêu animals, con vật, are drinking, đang uống nước now? Bây giờ bao nhiêu con vật đang uống nước đây? 1, 2, 3, 4, 4 con. Có một con dê ở giữa rất là nhỏ nha. Người ta lừa mình đó các bạn. Mình mà không xem kỹ là mình sẽ bị sai. Vậy là các bạn viết 4, một chữ cho câu trả lời thôi. Câu số 3, what is jumping from the tree? What là cái gì? Jumping, đang nhảy. From the tree, từ trên cành cây xuống. Con gì vậy các bạn? Con monkey đúng không? Vậy là các bạn trả lời monkey, con khỉ. Chúng ta qua hình tiếp theo, câu số 4. Which child, đứa trẻ nào is not happy, thì không vui, cảm thấy không vui ha. Bạn gái đúng không? Vậy là the girl, the girl. Câu số 5, what is the boy doing? Bạn trai, cậu bé, the boy là cậu bé, is doing là đang làm, what gì? Cậu bé đang làm gì đây? À, cậu đang cười ha. Smiling, có rồi, đang cười. Và chỉ tay, chỉ tay hoặc là nhìn.
Đó, các bạn nhìn vô hình các bạn tự viết ra cái ý của mình. Vậy cô viết cái chữ chỉ tay ha. Chỉ tay là pointing, pointing. Smiling, smiling là đang cười, và pointing là đang chỉ tay. Còn nếu mà bạn nào viết looking, đang nhìn cũng được nha. Đang nhìn, đó, looking. Nhưng mà chúng ta chỉ cần viết một đáp án thôi là được rồi. Ok, vậy là cô đã hướng dẫn cho các bạn xong phần reading và writing, phần đọc và viết của cái phần test 1 của starter 1 rồi. Các bạn cố gắng luyện đọc lại, và những cái từ nào khó các bạn phải học lại cho cô. Những cái động từ mà thêm ing, ing giống như là pointing, smiling là những cái từ thêm ing. Painting, đang vẽ tranh bằng cỏ ha, thì là những từ đó là gọi là động từ thêm ing. Các bạn đi tìm cái list từ vựng, học cho cô 50 cái động từ thêm ing là được rồi, là đủ trình độ của các bạn ha. Đó, các bạn phải có những cái list từ vựng, gọi là cái danh sách từ vựng á, một nhóm từ như vậy để các bạn học cho đủ. Đủ thì các bạn mới làm bài tập nó dễ được, và các bạn dịch ra bài hiểu thì các bạn mới làm bài tập được, đúng không? Tiếng Anh là đọc và phải dịch ra hiểu thì mới làm bài tập được. Rồi, bây giờ các bạn đón xem một cái video nữa của cô là về phần speaking, là phần nói. Có phần nói, coi xem mình sẽ đi thi cái phần nói như thế nào, kiểm tra phần nói người ta cho ra nói tiếng Anh như thế nào. Đó, phải hỏi về tên, tuổi, sức khỏe, ngoài cái đó ra phải nhìn hình, đặt hình, rồi phải trả lời câu hỏi theo cách phản xạ nhanh và trả lời những câu hỏi ngoài. Thì cô sẽ làm một cái video riêng để cho các bạn xem, các bạn theo dõi cho dễ hiểu ha. Rồi, bạn nào chưa làm phần nghe thì đi tìm cái video phần nghe cho cô, là cái cuốn 1 nó gồm có nói, nghe, đọc, viết. Nói thì là một cái video riêng, nghe là một video riêng, còn đọc, viết là một video chung này, được chưa? Đó, thì các bạn đi tìm test 1 cho cô, làm cho cô hết một cái kỹ năng gồm có 4 kỹ năng, làm hết cho cô một cái dạng test như vậy. Thì qua cái test số 2 thì các bạn sẽ biết rồi, thì các bạn dễ hiểu, lúc đó các bạn làm bài nhanh được. Thì ở cuốn mới hiện tại là có cuốn sách 2018 mới nhất mà các giáo viên hay cho các bạn làm á, là cuốn này là cuốn số 1, cuốn 2, cuốn 3. Rồi, bạn nào làm xong 3 cuốn này rồi, nhớ không quên làm cho cô 9 cuốn cũ lại, các cái cuốn starter cũ lại ha. Bạn nào không có, alo cho cô gửi qua cho. Ok, đó, phải làm nhiều như vậy thì mình mới biết được, mình quen được cái bài kiểm tra. Đó, rồi tăng cái vốn từ vựng của mình lên rất là nhiều. 11 quyển này giúp cho các bạn lên rất là nhiều từ vựng và mẫu câu, và cái khả năng nói phản xạ của các bạn, nghe các bạn cũng nghe được tốt. Thì lên lớp 3, lớp 4 các bạn sẽ học rất là nhanh, và các bạn cảm nhận được tiếng Anh, học được nhanh, thì các bạn thích tiếng Anh thì chắc chắn là các bạn sẽ giỏi tiếng Anh. Đó, có nhiều bạn đọc nhanh hơn cô đấy, viết nhiều hơn cô, học siêng lắm, thì bạn đó sẽ giỏi thôi. Đó, bạn nào siêng học thì sẽ giỏi. Ok, các bạn nhớ chia sẻ video của cô, và bạn nào chưa nhấn đăng ký ủng hộ kênh cô thì nhớ đăng ký nha. Chia sẻ video của cô để làm gì? Để cho nhiều bạn khác biết tới. Tại vì bạn nó không biết video những cái bài này các bạn khó, đúng không? Có những cái câu khó, nghe không được, viết không được, làm không được. Phần nói là phần khó nhất. Cô giới thiệu sơ qua về phần nói cho các bạn. Đây là một bức tranh của test 1. Các bạn đi tìm cái video của test 1 này riêng, cô sẽ làm riêng cho các bạn nha. Tại vì cái phần nói nó cũng gồm có 5 phần. Đó, phần đầu tiên phải làm gì, phần thứ hai phải làm gì, ba phải làm gì ha. Rồi, test 1 về phần speaking thì các bạn sẽ nhìn một cái bức tranh ở đây. Đó, các bạn xem, quan sát xem bức tranh có cái gì. Và bên đây thường thường có 8 đồ vật, có 8 cái đồ vật ở bên đây. Đó, thì các bạn phải làm sao, người ta yêu cầu làm gì thì các bạn làm theo đó. Ví dụ cô nói đặt cái đồng hồ lên trên bàn thì các bạn phải lấy cái bức tranh đồng hồ các bạn để lên trên bàn. Đó, người ta yêu cầu nhiều lắm, cho nên là các bạn đi tìm cái video đó, cái video môn nói này, cái bài nói này để các bạn luyện tập. Và ở nhà các bạn cắt ra, cắt những cái mảnh này ra, rồi sau đó các bạn nghe mà các bạn làm theo, làm nhiều lần đúng 5 phần thì lúc đó các bạn sẽ giỏi. Ok, tôi sẽ chỉ lại cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách làm, nói như thế nào, trả lời như thế nào, và bổ sung cho các bạn thiếu những câu nào, những từ vựng nào. Đặc biệt các bạn phải thuộc những cái từ vựng này thì các bạn mới biết làm, đúng không? Ok, các bạn nhớ đón xem cái video tiếp theo của cô nha. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh cô nào.
Rồi đăng ký có cái chuông bên cạnh, các bạn nhấn cái chuông để khi có bài mới đưa lên thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Được chưa? Ok, thank you so much and goodbye. I see you later.